Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến cái phần mô tả cho cái video, và tôi sẽ kéo cái này ra để cho các bạn nhìn rõ ràng hơn. Và các bạn nhìn thấy đây là một cái mô tả khá là dài và có thấy rất là nhiều thông tin trong này. Và tôi sẽ phân tích cái phần mô tả này cho các bạn. Đầu tiên là các bạn có thể thấy rằng là tôi đã copy cái phần tiêu đề và copy và paste vào cái phần phần mô tả, và ngay đầu tiên phần mô tả luôn. Và cái keyword, cái từ khóa này nó nằm ngay ở đầu phần mô tả luôn. Các bạn có thể là nhìn vào các cái website ấy, thì là các cái tiêu đề và cái phần đầu tiên của tiêu đề của website thì nó sẽ đánh giá là website nói về nội dung gì, và YouTube họ sẽ nhìn vào cái đấy đầu tiên. Và chúng ta có thể làm cái phụ đề sau. Và cái tiêu đề này thì cái phần mô tả này chúng ta làm càng chi tiết càng tốt. Đây là cái thông tin về cái video của tôi. Cái việc này rất là dễ thôi, các bạn có thể lên copy ở đâu cũng được. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu các bạn cũng phải làm, và cái mô tả càng dài thì càng tốt. Và cái tiêu đề mà cái phần mô tả mà các bạn làm càng dài thì càng được YouTube ưu tiên. Và điều thứ hai các bạn cần nhất thiết phải có các cái link đến các cái website, đến các cái mạng xã hội của các bạn. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái điểm vid IQ của tôi, đây là một cái plugin thêm cho cái video của tôi. Và nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái thông tin về cái video của tôi. Và cái video này tôi được đánh giá đến khoảng tầm 89 trên 100 điểm. Và đối với cái video của tôi, tôi có một cái điểm ở đây, đó là điểm đấy là khoảng tầm 89 điểm, rất là tốt. Số lượng thời gian trung bình xem là khoảng tầm 21,46%, 5,78 triệu lượt xem, rồi 293 lượt theo dõi, rồi các thứ, rồi là YouTube, rồi Twitter, rồi cả Facebook các thứ. Đây là sẽ là tất cả cái thẻ tag của tôi. Và một cái điểm là chúng ta cần phải cho cái điểm vid IQ score này lên thật cao. Và tôi có 17 cái link ở trong phần mô tả. Và các bạn rất là nhiều người không bỏ link vào trong này, nhưng mà cái này cũng là một cái điểm được tính. Và đây là một cái điều rất là giúp ích rất là nhiều. Và cái tiêu đề thì là lấy luôn cái đầu của cái phần mô tả, lấy luôn cái tiêu đề. Là các bạn tuyệt đối không được spam trong video này. Và các bạn có thể viết về nó, hoặc là mình sẽ viết lại cái phần mô tả này, làm sao đúng với nội dung của video.